Vậy như vậy là các bạn đã nắm rõ Digital là một cái kênh lớn, bao gồm rất nhiều kênh, rất nhiều nền tảng và rất nhiều công cụ. Mà chúng ta cũng còn cần phải quan tâm đến việc đó là sẽ làm gì, sẽ hành động gì ở trên các kênh đó. Hay nói cách khác là chúng ta sẽ sử dụng những cái chiến thuật nào để vận hành các kênh Digital. Tương tự như là khi mà các bạn làm marketing một cách truyền thống thì các bạn thường làm quảng cáo, rồi làm PR, làm bán hàng hay là tung ra những cái chiến dịch khuyến mãi. Thì khi mà chúng ta sử dụng các kênh Digital, các bạn cũng sẽ vẫn sử dụng hầu hết được các chiến thuật đó. Chỉ khác là chúng ta sẽ có thêm một số cái sự thay đổi về hình thức, như là báo in thì sẽ trở thành báo điện tử, rồi banner quảng cáo ngoài trời bây giờ sẽ được đặt trên các website hoặc là các ứng dụng điện thoại, hay là việc bán hàng cá nhân và chăm sóc khách hàng mặt đối mặt giờ có thể được thực hiện thông qua email, qua mạng xã hội hay là các công cụ chat online. Ngoài ra thì với cái đặc thù đa phương tiện, có tính tương tác cao của các kênh Digital, chúng ta có thể sử dụng thêm nhiều chiến thuật để làm marketing, để tiếp cận và thuyết phục khách hàng khác nữa. Đó là có thể kể đến như là làm sale, làm content viral, content marketing, rồi tạo lead, lấy database khách hàng, rồi tiếp thị liên kết, tạo cộng đồng hay là để khách hàng tương tác và góp ý khi mà chúng ta làm sản phẩm. Có rất nhiều những cái chiến thuật, có rất nhiều những thuật ngữ. Và đến đây thì các bạn đã có thể là cảm thấy hơi choáng ngợp về các kênh và chiến thuật để làm Digital Marketing. Chúng quá nhiều và dường như là chúng cũng chẳng có giới hạn. Và thực ra thì kể cả những người đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực này, nhiều khi cũng còn cảm thấy quá tải vì sự đa dạng đến chóng mặt với những cái đặc thù là đổi mới liên tục của các kênh Digital. Vậy thì mấu chốt ở đây là gì? Chúng ta sẽ cần phải làm gì với hàng tá những cái sự lựa chọn các kênh và những cái sự lựa chọn chiến thuật sử dụng kênh như thế? Và rõ ràng là cái doanh nghiệp của bạn với cái nguồn lực tài chính hữu hạn, với số lượng nhân sự hữu hạn và cũng chỉ có những cái khoảng thời gian vừa hữu hạn, chứ chẳng thể nào mà có thể là sử dụng hết hay là đi thử hết tất cả những cái kênh hay là những cái chiến thuật đó. Dựa trên cái nguồn lực và đặc thù doanh nghiệp của mình, bạn phải lựa chọn. Nhưng mà lựa chọn như thế nào? Lựa chọn các kênh và chiến thuật nào là phù hợp nhất? Và khi đã lựa chọn được rồi thì chúng ta sẽ phối hợp chúng như thế nào để có thể đạt được hiệu quả tối đa? Có thể là bạn đang cảm thấy có một chút hoang mang và bối rối, nhưng mà đừng lo, ít nhất là chúng ta đã đang đặt đúng câu hỏi. Còn câu trả lời sẽ nằm trong hai từ, đó là chiến lược và mục tiêu. Đứng trước cái sự vô hạn của các kênh và chiến thuật vận hành các kênh Digital, bạn không thể là không xác định một cái hướng đi xuyên suốt, một cách làm thống nhất từ đầu đến cuối. Hay nó ngắn gọn là bạn phải xác định được một cái chiến lược dài hơi, rõ ràng để đạt được hiệu quả tối đa cho doanh nghiệp của mình. Và khi đó, khi có được một cái chiến lược rõ ràng, bạn sẽ biết được rằng mình cần tập trung nguồn lực, tập trung thời gian, công sức và tiền của vào đâu, vào những kênh hay là chiến thuật nào để đạt được những cái mục tiêu marketing, những cái mục tiêu kinh doanh đã đề ra. Và khi có những cái chiến lược rõ ràng, bạn cũng sẽ không bị chạy theo những khách hàng hay là chạy theo các đối thủ một cách không có định hướng. Và chúng ta sẽ còn cả những phần sau của khóa học này để tìm hiểu về các chiến lược để làm Digital Marketing. Nhưng trước tiên, trước khi mà chọn ra được một cái chiến lược hành động dành riêng cho mình, bạn phải xác định được một cái mục tiêu rõ ràng trước đó đã. Một cái chiến lược tốt sẽ giúp cho bạn đạt được cái mục tiêu theo một cách hiệu quả nhất với nguồn lực của mình. Nhưng mà mọi thứ thì cũng sẽ tan tành mây khói nếu như mà cái mục tiêu mà bạn đã gắng sức mình để đạt được đó Thực ra thì lại không chính xác. Mà đừng lo, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu ngay cái cách để chúng ta đạt được mục tiêu đúng cho doanh nghiệp của mình, cho trường hợp của mình.